Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, sau khi vụ nữ bảo mẫu ra tay tác động vật lý lên người bé trai sơ sinh ở trung cư Linh Đàm Hà Nội xảy ra, nghề bảo mẫu với thu nhập khủng dường như được nhiều người quan tâm hơn bao giờ hết. Từ 2 đến 3 năm trở lại đây, dịch vụ này cũng bắt đầu nở rộ tại Việt Nam, đặc biệt là đối với những gia đình có điều kiện kinh tế dư giả. Tuy nhiên, công việc nào cũng có những góc khuất của nó, kể cả đối với nghề làm bảo mẫu, với thu nhập khủng lên đến 100 triệu này cũng không loại trừ. Vậy với nghề bảo mẫu thu nhập từ 8 con số trở lên sẽ có những góc khuất gì? Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Bảo mẫu thu nhập khủng lên đến 100 triệu và những góc khuất trong việc chăm con nhà giàu. Trong xã hội hiện nay, khi số lượng trẻ em gia tăng và cuộc sống ngày càng bận rộn, chất lượng hơn thì nhu cầu thuê người trông giữ trẻ theo đó cũng tăng thêm. Từ đó, nghề bảo mẫu ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là đối với những gia đình có điều kiện. Khi nhắc đến làm bảo mẫu cho những gia đình có điều kiện, chúng ta vốn hay lầm tưởng công việc cần đơn thuần là gọi trẻ dậy và cho chúng ăn. Ngoài ra còn được sống trong những căn nhà khang trang rộng rãi, nhưng đó chỉ là trước kia. Ngày nay các bảo mẫu hiện đại được yêu cầu khắt khe hơn nhiều, thậm chí họ phải có bằng về tâm lý giáo dục và được đào tạo hoàn hảo về mọi mặt. Theo một vài ý kiến của những người hiện đang làm bảo mẫu cho hay Nghề bảo mẫu hiện nay không đơn thuần chỉ là trông trẻ bình thường. Trên thực tế, người làm nghề phải sát sao từng nhu cầu, biểu hiện nhỏ của trẻ, bởi một sơ suất nhỏ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, mỗi trẻ có thói quen, sở thích khác nhau nên việc ghi nhớ, chăm sóc tốt từng khách hàng nhí rất áp lực. Bên cạnh những yêu cầu cần thiết, sự kỳ vọng của phụ huynh cũng buộc bảo mẫu phải gồng mình thực hiện. Một số người còn phải kiêm thêm một số nhiệm vụ khác trong gia đình như là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người già. Công việc đôi khi rất căng thẳng, nhất là khi trẻ quấy khóc liên tục hoặc không hợp tác, khiến cho công việc của bảo mẫu sẽ rất dễ mệt mỏi và căng thẳng. Nếu không vững nghiệp vụ, không đủ bản lĩnh, các bảo mẫu sẽ rất dễ hành động mất kiểm soát, gây tổn thương đến trẻ. Trong quá trình làm việc, chuyện bị chủ nhà nghi oan cũng là điều khó tránh khỏi. Hiện nay nghề bảo mẫu ngày càng phổ biến và có nhu cầu cao, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Những bảo mẫu do các công ty cung cấp, bên cạnh việc có bằng điều dưỡng và có ít nhất 2 đến 3 năm kinh nghiệm thì họ sẽ được công ty đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ. Theo các công ty cung cấp dịch vụ bảo mẫu cho hay, để đào tạo được một bảo mẫu biết chịu đựng, chấp nhận nghe khách hàng mắng chửi là một vấn đề nan giải. Nhiều người giỏi chuyên môn nhưng sau vài ngày đã xin nghỉ vì không chịu được áp lực. Có thể thấy rằng để có được thu nhập khủng, những người bảo mẫu đã phải đối diện với không ít những trở ngại trong quá trình làm việc mà ít ai ngờ tới. Bên cạnh đó, để có thể làm vừa lòng khách hàng cũng không phải là điều dễ dàng. Không ít bảo mẫu đã trải qua chuỗi ngày tháng tồi tệ vì vớ phải gia chủ quái oăm. Trong xã hội hiện nay, sau khi sinh em bé, cuộc sống của người phụ nữ thay đổi rất nhiều. Vậy nên nhiều gia đình đã có xu hướng chọn các dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh để mẹ nhàn, con khỏe. Do đó các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mẹ và bé sau sinh cũng ngày càng nở rộ, phục vụ nhu cầu cho các khách hàng. Bên cạnh đó, nhằm giúp trẻ phát triển hơn ở giai đoạn sơ sinh, như kích thích giác quan, giải phóng cơ thể, hỗ trợ vận động. Nên thời gian gần đây, nhiều gia đình đã có nhu cầu tìm đến dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh để hỗ trợ chăm sóc em bé những tháng đầu đời. Nắm bắt được thực trạng đó, ngày càng có nhiều trung tâm cơ sở chăm sóc trẻ sơ sinh ra đời với đa dạng các loại hình dịch vụ, kỹ thuật hiện đại tiên tiến. Vậy nên 2-3 năm trở lại đây, đã xuất hiện dịch vụ bảo mẫu chăm sóc trẻ cao cấp hơn là giúp việc gia đình và các dịch vụ chăm sóc cho mẹ và bé. Trên thị trường hiện nay không hiếm những cơ sở cung cấp dịch vụ bảo mẫu chuyên nghiệp với nhiều mức giá khác nhau. Theo bảng giá một đơn vị chuyên cung cấp bảo mẫu cho hay, nếu thuê bảo mẫu được đào tạo chuyên sâu, mức giá chỉ khoảng 7-8 triệu đồng một tháng, tùy vào việc có trong đêm hay không. Tuy nhiên, nếu thuê bảo mẫu sư phạm chính quy, mức giá thấp nhất là 16 triệu, không trăm đêm, và cao nhất là 32 triệu, trăm bé, 24 trên 24. Khi thuê điều dưỡng chính quy mức giá cao nhất để chăm bé 24 trên 24 lên tới 48 triệu đồng một tháng. Bảo mẫu sẽ được đào tạo chuyên nghiệp từ kỹ năng chăm sóc bé, có kiến thức khoa học về việc chăm sóc trẻ sơ sinh, có tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc, thân thiện, hòa nhã. Với mức giá như vậy, công việc của bảo mẫu sẽ bao gồm dọn dẹp phòng bé, quan tâm tới tình hình sức khỏe của bé, bao gồm việc ăn, ngủ, vệ sinh, trò chuyện với bé, cho bé tắm nắng, thể dục buổi sáng. Tắm theo quy trình rõ ràng, ăn ngủ đúng giờ, đủ dinh dưỡng, dạy bé những kỹ năng cần thiết của cuộc sống, giúp bé nhận thức tốt hơn về thế giới bên ngoài. Quan sát để phát hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe để báo ngay với gia đình. Như vậy ta có thể thấy, việc gia đình anh B trong vụ bé trai bị bảo mẫu tác động vật lý, bỏ số tiền lớn ra thuê bảo mẫu từ trung tâm là điều không khó hiểu. Với suy nghĩ, mức tiền bỏ ra càng cao thì con mình càng được chăm sóc tốt. Tuy nhiên mọi việc không diễn ra theo chiều hướng gia đình mong muốn nghề bảo mẫu đang dần trở nên thịnh hành hơn trong 2 đến 3 năm trở lại đây. Nhiều công ty cung cấp dịch vụ này cũng theo đó mà nở rộ. Liên quan đến vụ nữ bảo mẫu có lương tháng 60 triệu, có nhiều hành động rung lắc bé 1 tháng tuổi. Mới nhất, tiết lộ về lý lịch và nhân thân của nữ bảo mẫu này, công an quận Hoàng Mai cho biết, bảo mẫu 21 tuổi đã có con nhỏ hơn 1 tuổi. Người này để con ở nhà và đi làm giúp việc, trông con cho anh NVB, 31 tuổi, chú tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ở tại trung cư HH2C Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Nhiều nghi vấn cho rằng nữ bảo mẫu bị trầm cảm sau sinh nên mới có hành vi dã man như vậy. Liên quan đến vụ nữ bảo mẫu Vũ Khánh C, 21 tuổi, trú tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Giao Thủy Nam Định, nghi có hành vi dung lắc dã man bé trai một tháng. Sáng mùng 1 tháng 6, lãnh đạo công an quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết, cơ quan này đang làm việc với nữ bảo mẫu này để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định. Tiết lộ về lý lịch, và nhân thân của nữ bảo mẫu này, công an quận Hoàng Mai cho biết, bảo mẫu 21 tuổi đã có con nhỏ hơn 1 tuổi. Người này để con ở nhà và đi làm giúp việc, trông con cho anh NVB, 31 tuổi, chú tài xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ở tại chung cư HH2C Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Khi làm việc với công an, người cha cháu bé bức xúc. Bé mới một tháng mà em đã làm như thế. Ngay sau đó, nữ bảo mẫu phân trần bản thân bị trầm cảm và xin tha thứ, nhưng gia đình cháu bé kiên quyết mong muốn công an xác minh làm sáng tỏ vụ việc về việc nghi nữ bảo mẫu bị trầm cảm luật sư đặng văn cường nhận định lời khai là mình bị trầm cảm chỉ là lời khai chối tội của bảo mẫu này cơ quan chức năng sẽ làm rõ bảo mẫu có bị trầm cảm hay không nếu bị trầm cảm thì có thể trưng cầu giám định tâm thần xem tại thời điểm thực hiện hành vi người này có nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm hay không để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật như vậy, việc khẳng định có bị trầm cảm hay đây chính là lời bao biện của nữ bảo mẫu vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh. Ngoài ra, kể cả gia đình bị hại không làm đơn hoặc rút đơn tố cáo thì cơ quan chức năng vẫn có thể xử lý hình sự đối với bảo mẫu C. Đáng buồn khi vụ việc xảy ra đúng dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Tuy nhiên, cũng rất may mắn trong vụ việc này, nạn nhân vẫn có thể trạng tốt, sức khỏe ổn định. Thưa quý vị, hiện nay nghề bảo mẫu có thể hoạt động theo hình thức một trung tâm hoặc cá nhân đơn lẻ song mỗi bảo mẫu đều có bằng cấp, trải qua trường lớp đào tạo đầy đủ. Những câu chuyện đằng sau góc khuất của công việc này, phần nào giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nghề có thu nhập khủng gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc bảo mẫu rung lắc ở Linh Đàm sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.